thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã bố trí nhiều tổ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến làm, tránh phải đi lại nhiều lần và chờ đợi lâu trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Ghi nhận tại bộ phận một cửa công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong các ngày nghỉ lễ, số lượng người dân đến làm căn cước công dân và định danh điện tử đông gấp nhiều lần so với ngày thường. Công an các xã, phường, thị trấn thường xuyên bám cơ sở để nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn thủ tục cấp căn cước công dân, tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNEID cho công dân về quê nghỉ lễ. Mặc dù người đông, nhưng tôi thấy là các đồng chí công an cũng đã rất nhiệt tình, hướng dẫn, rồi tổ chức sắp xếp để rất là khoa học. Và như vậy là người dân thì cũng chấp hành nghiêm các cái quy định. Để như vậy là thì tôi thấy là cái tiến độ làm vậy, xử lý cái công việc của bộ phận công an là các đồng chí là làm rất là tốt. Và như vậy là cái này chúng tôi cũng là rất là tin tưởng và như vậy là yên tâm. Ngoài tăng cường lực lượng, công an các huyện, thành phố còn phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn tổ chức nhiều tổ công tác đi đến tận nơi làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt như già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại. Bố tôi đã bị liệt nay 7 năm. Gia đình tôi cảm ơn tất cả các đồng chí đã không ngại bỏ thời gian trong ngày lễ giúp bố tôi làm căn cước. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn. Chúng tôi đã bố trí là tổng số là 18 điểm, trong đó là 11 điểm lưu động và 7 điểm cố định để thực hiện cái việc này. Đối với cái thiết bị hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử thì chúng tôi đã có dự phòng và cũng trên tinh thần là cũng bố trí các điểm hết sức là linh động. Nếu cái điểm nào trong phạm vi gần nếu mà có số lượng đông quá tải thì chúng tôi sẽ hướng dẫn mời về những cái điểm mà nó có giãn hơn, và đặc biệt nếu trường hợp nào mà bị un tắc ấy, thì PC06 và chúng tôi sẽ có một cái tổ lưu động đến để hỗ trợ, và thậm chí là có thể là đơn vị từ huyện này, thành phố này đưa lực lượng thiết bị đến hỗ trợ huyện và thành phố khác. Mà tới giờ phút này thì có thể một số trường hợp mà ví dụ như khu hành chính công Biên Hòa đấy thì cũng có vẻ là một số người cũng đã phải chờ đợi, thì cái này chúng tôi đã có cái thông báo sẽ chuyển về PC06 hướng dẫn bà con PC06 để làm. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 4, toàn tỉnh Đồng Nai đã thu nhận trên 2.000 hồ sơ làm căn cước công dân và hướng dẫn được hàng chục ngàn trường hợp đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1-2. Hiện còn khoảng 20.000 trường hợp trên địa bàn tỉnh chưa được cấp căn cước công dân. Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì hoạt động cấp căn cước công dân, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch tài chính được thuận tiện nhất.